kia sắc bất lực, Hoàng Anh Gia Lai quay lại thời đá cho vui. Hoàng Anh Gia Lai tục dốc không phanh khi huấn luyện viên kia sắc sen mu măng vẫn chưa tìm ra cách vực dậy đội bóng phố núi. Thất bại ngay trên sân nhà trước câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh là vòng đấu thứ 6 liên tiếp Hoàng Anh Gia Lai không thắng. Đây là chuỗi thành tích tội nhất của đội bóng phố núi dưới thời huấn luyện viên Kia Ti Sắc Sen Măng. Hoàng Anh Gia Lai tụt dốc không phanh. Danh hiệu đội bóng xuất sắc nhất Cầu thủ xuất sắc nhất, huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 7 khiến người hâm mộ tin rằng Hoàng Anh Gia Lai đã bắt nhịp được với mùa giải và tham gia vào cuộc đua vô địch. Hết vòng 11, đội bóng phố núi đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Chỉ xếp sau Hà Nội Fan Club với khoảng cách 4 điểm. Tuy nhiên, đó cũng là cột mốc bắt đầu lao dốc của thầy trò huấn luyện viên Kia Tisak. Hoàng Anh Gia Lai trải qua 6 vòng đấu liên tiếp không biết đến chiến thắng, trong đó có 3 trận hòa và 3 thất bại xen giữa chuỗi sa sút này là chiến thắng trước sài gòn fan club ở cúp quốc gia nhưng đó là trận đấu mà hoàng anh gia lai phải nhờ tới loạt luân lưu mới vượt qua được đối thủ đang trong cơn khủng hoảng bất kể đối thủ mạnh hay yếu hoàng anh gia lai đều không thắng ngay cả sài gòn fan club và câu lạc bộ thành phố hồ chí minh hai đội bóng chia nhau các vị trí cuối bảng suốt từ đầu mùa giải cũng lấy được điểm của đội bóng phố núi thậm chí điều đó xảy ra ngay trên sân pleiku lần gần nhất Hoàng Anh Gia Lai giữ sạch lưới là trận thắng Sài Gòn Fan Club ở lượt đi đầu tháng 8. Nhưng cũng kể từ thời điểm đó, không trận nào đội bóng của huấn luyện viên Kia Tisak ghi được nhiều hơn một bàn thắng vào lưới đối thủ. Hình ảnh Hoàng Anh Gia Lai giữ đỉnh bảng V-League 2021, xuất sắc nhất tháng 7 V-League 2022 không còn. Chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu hết mình vì mục tiêu ở cả V-League lẫn cúp quốc gia, Huấn luyện viên Kiati Sắc phát biểu sau trận thua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Di cô Thái không nói cụ thể, nhưng có lẽ mục tiêu của đội bóng phố núi không phải là chức vô địch khi khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng Hà Nội Fan Club lúc này là 12 điểm. Khi mới trở lại Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2021, nhà cầm quân người Thái Lan tạo ra thay đổi đáng kể cho đội bóng phố núi. Huấn luyện viên Kiati Sắc dạy cho Công Phượng, Xuân Trường và đồng đội biết đá để thắng bằng cách pha một chút thực dụng, giảm bớt sự rườm rà của phong cách Hoàng Anh Gia Lai sẵn có. Sau giai đoạn đầu mùa giải khó khăn, Hoàng Anh Gia Lai dần tìm lại hình ảnh đó trong chuỗi trận thành công hồi tháng 7. Tuy nhiên, một trong những yếu tố khác biệt của V-League 2022 so với mùa giải trước đó khiến giới hạn của đội bóng phố núi lộ ra. Lực lượng của Hoàng Anh Gia Lai không đủ dày để đua đường trường. Thật tiếc là ở thời điểm quan trọng thì các cầu thủ chủ chốt bị chấn thương. Còn các cầu thủ trẻ chưa thực sự chín mùi, huấn luyện viên Kiati Sắc lý giải ngắn gọn về nguyên nhân dẫn đến chuỗi trận đáng thất vọng của Hoàng Anh Gia Lai. Cuộc đua ở V-League 2022 không bị cắt giữa chừng như mùa giải trước. Thách thức về tính ổn định lớn hơn và Hoàng Anh Gia Lai chưa thể tìm ra cách vượt qua. Khi phong độ và thể lực của các trụ cột không được duy trì, huấn luyện viên Kiati Sắc không có phương án thay thế đủ tốt. Một ví dụ dễ thấy là ở hàng tiền vệ ba người của đội bóng phố núi. Khi cả công phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh và Minh Vương đều ở trạng thái tốt nhất, vì cô Thái có đủ phương án xoay sở. Nhưng, chỉ cần một người trong số này không thi đấu. Hoàng Anh Gia Lai gặp trắc rối. Những tiền vệ còn lại của Hoàng Anh Gia Lai là Đức Việt, 18 tuổi, Đình Lâm, 22 tuổi, Tiêu Ê Sang, 22 tuổi, Huy Kiệt, 18 tuổi, và Hữu Phước, 22 tuổi. Tổng số phút thi đấu của họ ở V-League là 75, theo dữ liệu của Sôriway. Huấn luyện viên Kiatisak không có đủ nhân sự chất lượng tốt để xoay sở các phương án dự phòng. Nhà cầm quân người Thái Lan chẳng thể cách được ai ngoài Bầu Đức. Di Cô Thái có lẽ sẽ được thoải mái hơn một chút nếu trong tay ông vẫn còn triệu Việt Hưng hay Châu Ngọc Quang, những người đang chơi rất hay trong màu áo Hải Phòng theo dạng cho mượn. Châu Ngọc Quang thậm chí còn được gọi lên đội tuyển Việt Nam và đá chính hai trận trong ba trận giao hữu gần nhất. Sau một nửa mùa giải thành công, Hoàng Anh Gia Lai không những không được bổ sung về lực lượng mà trái lại, bầu Đức còn tự làm mỏng đội hình của đội bóng phố núi khi đẩy đi hai nhân tố chất lượng cao. Không đội bóng nào có hoài bảo đua vô địch làm điều đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.